Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất xin lỗi quý vị và các bạn, mấy hôm nay thì tôi lại uống bia, uống đồ lạnh nhiều cho nên là họng nó hơi bị rát họng một chút, cho nên là giọng nói nó có hơi khan tiếng thì quý vị và các bạn hết sức thông cảm nhé. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C, đó chính là chiếc xe Mazda 3 quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 2.1 km rồi. Chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là đẹp, nguyên bản từ dàn lốp ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bác, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ và máy móc tất cả còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 605 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2020 biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất và động cơ của chiếc xe Mazda 3 2020 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 605 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn chúng tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.